bảo tôi là sao mà cha cứ vùng vẫy quá sức vậy, và tôi bảo rằng là cho dẫu tôi tặng 100 cái máy mà chỉ cần một người nghe cũng là được rồi, chưa biết họ có trở lại hay không, mà một người nghe đã đủ rồi. Nếu mà tôi tặng 1000 cái máy mà được 10 người nghe và 5 người trở lại đã là phúc lắm rồi. Cho nên cứ gieo vì Chúa ban cho mình dư thừa để mà gieo. Bé đứng đây, con tên gì con? Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Hoàng Thảo Nhi. Thảo Nhi mấy tuổi? Dạ thưa cha, con 9 tuổi. Rồi học lớp mấy? Dạ thưa cha, con học lớp 3. Rồi con bé này ngoan, một câu nào cũng dạ thưa cha, dạ thưa cha. Còn mấy đứa tên gì? Thảo Nhi. Con Thảo Nhi 5 tuổi, lớp 3. Tập cho con mình nói thì đi thưa về trình, nói phải có đầu có đuôi nha. Phải tập cho con mình ngay từ bé, nó lớn lên nó mới được như thế này. Không tập sao nó làm được như thế này. Được tên gì con? Dạ con chào cha, cộng đồng con tên là Teresa Nguyễn Thị Bích Ngọc. Con 23 tuổi, con ở giáo sư. Con 23 tuổi, con đây là con của con hả? Hả? Cháu tuổi 23 tuổi mà con 9 tuổi là ngon rồi. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là được mẹ con là bệnh được lâu năm lắm rồi mà đi nhiều bệnh viện từ Sài Gòn đến Hà Nội rất nhiều, nhưng mà cũng có bệnh dạ bệnh viêm thể quản và viêm phổi tắc nghẽn, nhưng mà có bệnh viện nào chữa lành được. Cuối cùng là con đến Long Tuổi Thương Sốt và cầu xin cho mẹ con được khỏe mạnh. Như bây giờ là mẹ con 3 năm rồi không đi viện nữa. Rồi, ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là chị con lấy người ngoài và không làm phép phân phối. Con rất buồn, nó có nổi lắm. Cuối cùng là con xin Chúa cho cháu con về để được đi theo Chúa với gia đình con, và con đã cầu nguyện cho Chúa đã nhắm lời con, và con đã đưa cháu con về và cho cháu con học được giáo lý và đã rửa tội trong 1 năm ạ. Là đứa nào? Dạ cháu Hoàng ạ. À là đứa này, tức là bố mẹ là bị rối vì hai người lấy nhau khác đạo nhưng mà không có phép chuẩn, không có phép tha, cho nên là cô này cố cầu nguyện và đứa cháu là con của một gia đình rối như thế và đưa về và nó đã được rửa tội. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là nếu trường hợp như vậy thì đứa bé được quyền rửa tội và các cha sở có bổn phận phải rửa tội cho những đứa đó. Vì đức tin của người mẹ, nếu là người mẹ là Công giáo, hoặc đức tin của người bố, nếu người bố là Công giáo, bảo lãnh cho đứa bé đó là được rồi. Đứa bé nó không có tội tình gì cả, ba mẹ nó rối nhưng nó không có rối, nó được sinh ra và nó có quyền được làm con của Chúa và bí tích rửa tội. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng nếu cha sở nào mà không rửa tội cho những trường hợp như vậy là người giả hình. Vì thế mà đây là một trường hợp một em bé đã được rửa tội dù là gia đình nó rối. Muốn nó còn có đi tu không? Dạ có. Đi tu làm sơ hay làm thầy? Là cha làm thầy. Hay, cái này lớn rồi tặng cho con. Đây, tấm ảnh lắm. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, tặng cho thầy cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho chúng hai dì cháu chúng con. Rồi, xin mời...